mới thì đầu clip em xin trả lời cảm ơn chú gì với bác anh chị thời gian qua đã ủng hộ em mà. Thì cái clip ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người những cái cây ngoài nắng mà em đang có nha, tại ngoài xe ồn với lại phía bên xe đầu xe tải nó xuống hàng từ giờ cho nên là nó âm trầm quá. Đây là cây hồng nè mọi người, con hồng này nó cứng cây ha, này người ta làm lá nó cứng lắm. Cái này tất nhiên bông hồng này nó cũng có lá già hết, chứ lại bông nó bông già nó cũng là bình thường rồi. Quá trời bông này. Thì hồng thì mọi người thích trồng hồng thì để ngoài nắng thì ok ha. Cái đừng có để trong nhà nha, để nghe trong nhà quay thôi chứ mọi người đừng có trồng hồng trong nhà nha, trồng hồng nhà nó hư á. Cây này đang cho ra bông luôn nè, chùm luôn nè. Đó, mọi người có thể xài cái này thoải mái luôn. Cái này nó về có một màu một không nha mọi người. Cái này người ta gọi là hồng anh khuê nha mọi người nha. Cái bông nó búp búp như này nhưng mà nó nhiều cánh lắm. Cánh kép á, nó nhiều cánh lắm. Quá trời nụ luôn nè, hôm nay ra nụ đẹp luôn á mọi người. Về là có thể sang chậu lớn là trồng liền luôn nha. Quá trời đẹp luôn. Nó cao khoảng hơn 1 mét rồi đó. Cây này là nó thuần rồi nha mọi người. Cái này là cái giống nhập nhưng mà về đây nó trồng mấy tháng trời rồi. Nó cho ra là con mới này ở đây chứ không phải là nhập bông về như vậy nha. Nếu mà hồng nhập về bông như vậy thì nó khó, nó đụng ở đậu lắm. Cái đậu thì ít lắm, bọn này là mình nhập về gần lâu rồi, mình cắt tỉa mình cho nó làm giọt làm bông lại rồi. Như đây sử quân tử sai mini mọi người ha, cái này nó đang ra bông rồi nhưng mà chùm bông này chắc chắn là nó không có bền bằng cái cây già được. Thì mọi người tốt nhất là về sang chậu xong cắt bỏ cái bông này đi, cắt bỏ bông này đi cho nó ra đọt và cho nó ra bông nhiều hơn mọi người ha. Cứ để như vậy thì nó ra hết cái chùm bông này, nó sẽ đuối cây và nó ra chậm hơn nữa. Cái này nó thơm dữ lắm luôn mọi người, thơm quá trời thơm rồi. Cái này về được chục cây ha, này thơm lắm. Cây nào cũng như cây nấy hết lùng lùng nhưng mà bông nhiều lắm. Cái này mọi người có thể trồng mang ban công á cho nó đủ xuống đẹp lắm. Cái clip ngày hôm nay em xin giới thiệu mọi người có hai loại này thôi. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Mọi người thấy hay thì em xin một like ha, và có ví dụ mà thích hai cây này thì hãy liên hệ với em và lại ủng hộ em. Cảm ơn rất là nhiều ạ.